đến cuối tháng 10 này đã có 83,5% doanh nghiệp lớn ở Cần Thơ hoạt động lại. Sản xuất trong điều kiện dịch đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng trở lại mô hình 3 tại chỗ, mục tiêu là kịp giao những đơn hàng cuối năm. Theo phương án sản xuất đã được phê duyệt, doanh nghiệp này sẽ áp dụng mô hình sản xuất 3 tại chỗ hoặc 2 tại chỗ vùng xanh, nghĩa là công nhân ăn ở làm việc tại chỗ hoặc làm việc ăn trưa rồi về nhà ở vùng xanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã quyết định chọn phương án 3 tại chỗ. Nói là vùng xanh nhưng vẫn có thể nó bị thay đổi, vẫn còn nguy cơ rất là cao, cho nên là cái thực hiện phương án 2 tại chỗ vùng xanh á, thì nó có rủi ro dịch bệnh vào công ty rất là lớn, cho nên hiện nay công ty đang tạm ngưng cái giải pháp là 2 tại chỗ vùng xanh. Đến hết ngày 29 tháng 10, đã có 975 doanh nghiệp ở Cần Thơ hoạt động trở lại với 48.300 công nhân. Các mô hình sản xuất được áp dụng là 3 tại chỗ, 2 tại chỗ vùng xanh, 1 cung đường, 2 điểm đến. Những ngày qua, dịch Covid đã xuất hiện ở các nhà máy chế biến thủy sản. Để đảm bảo an toàn, hàng loạt công ty đã quyết định chuyển sang sản xuất 3 tại chỗ. Dịch bệnh phức tạp như thế này mà anh ra vào thường xuyên thì cái chuyện mà lây nhiễm dịch bệnh là rất dễ xảy ra. Nên cái chuyện mình phải thực hiện 3 tại chỗ, mặc dù là 3 tại chỗ thì doanh nghiệp rất là khó khăn. Theo các doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm, tất cả đều phải tập trung sản xuất để kịp giao các đơn hàng. 3 tại chỗ dù tăng chi phí nhưng an toàn hơn so với những phương án khác. Vừa giúp phòng dịch, vừa giúp các công ty đảm bảo đơn hàng đã ký với các đối tác. Tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, thì doanh nghiệp cũng đã nhận thức và thấy cái điều đó. Họ thực hiện cái sản xuất theo hình thức 3 tại chỗ hoặc là 1 cung đường 2 điểm đến. Động thái của doanh nghiệp rất là tích cực, doanh nghiệp đang có một cái chuyển hướng để chia sẻ cái phòng chống dịch với thành phố của chúng ta. Hiện chính quyền thành phố Cần Thơ cũng đang nỗ lực tiêm đủ 2 mũi vaccine cho công nhân. Có vaccine, công nhân sẽ an tâm cùng nhà máy thực hiện các giải pháp sản xuất an toàn, hiệu quả.